Chào các bạn, chúc các bạn ngày mới tốt lành. Hôm nay mình sẽ định hình phôi và quy trình phá thế cho cây mai vàng này nhé. Mời các bạn cùng theo dõi. Mai vàng bonsai thì thường có hai thế thông dụng, đó là dáng trực tàng thông và trực lùn lực. Ngoại trừ các phôi quái thì mình mới có thể sáng tạo thêm những dáng nổ và dáng thú. Cây này cũng vậy, nó vẫn có cái dáng thông dụng đó là trực lùn lực. Đây là phôi mai vàng của một anh khách đã nhờ mình demo tạo dáng, và bây giờ mình sẽ phân tích ra các bước cơ bản để phá thế cho các bạn xem sẽ dễ hiểu hơn. Để biết được cách phá thế cho phôi, bước 1 các bạn phải định hình trước bố cục theo form tàng của cây. Tiếp theo bước 2 chúng ta sẽ tìm tâm điểm của cây và định hình vết cắt, từ cao đến thấp theo định hình của bước 1. Bước 3 chúng ta sẽ quan sát tổng thể của cây, xem chi cành của phôi có thoáng hay không. Lúc bấy giờ chúng ta sẽ cắt bỏ lọc lại những chi bị rối, để cho các chi sau này ra sẽ được thông thoáng dễ nhìn hơn, sẽ không bị rối mắt. Với phôi này thì có một điểm chúng ta cần quan sát kỹ, đó là cái chi trong vùng mình đã khoanh tròn. Với điểm này thì mình nghĩ cần phải cắt bỏ để tạo độ thông thoáng hơn cho cây. Vì chi này và chi nằm phía dưới có khoảng cách rất gần nhau, nếu chúng ta giữ lại chi này và tạo dáng của sau này nhìn nó sẽ dễ bị rối mắt, và độ thẩm mỹ sẽ không cao. Vì vậy việc chúng ta cắt bỏ chi này là rất hợp lý, và đây là hai bản mình đã cắt với hai cách khác nhau. Bước 1 là mình sẽ bỏ đi, bước 2 là mình sẽ giữ lại. Nhìn qua thì các bạn cũng đã thấy là áp dụng cách nào thì sẽ cho giải pháp tốt nhất rồi đúng không? Tiếp theo khi chúng ta đã cắt phá thế hoàn chỉnh cho phôi rồi, thì chúng ta sẽ chờ cho cây lên chồi và mình sẽ tạo dáng theo ý tưởng lúc ban đầu. Để được chồi lên theo ý muốn, thì các bạn nên ghép vào sẽ ok hơn, vì chồi sẽ lên đúng vị trí mình mong muốn. Còn nếu chúng ta không thích chơi ghép, thì mình sẽ có thể cắt cao hơn dự định một ít, để khi cây lên chồi thì lúc đó mình sẽ cắt lại, thì nó sẽ cho kết quả chồi lên đúng vị trí hơn là mình cắt hoàn chỉnh xong rồi mới chờ lên cây chồi. Bước tiếp theo, sau khi đã cắt hoàn chỉnh xong, thì bây giờ cây đã lên chồi. Và mình sẽ phân ra các chi chính, rồi từ các chi chính này. Qua thời gian cắt tỉa thì các chi còn tiếp tục ra, và cứ như vậy thì cây sẽ được ấm tàng hơn. Sau khi đã tạo dáng hoàn chỉnh, thì mình sẽ vẽ thêm một số nụ hoa cho thêm phần sinh động. Và tiếp theo là hoa cũng đã nở rộ, công đoạn cuối cùng là mình sẽ lên cho nó một cái chậu để tôn thêm vẻ đẹp cho cây. Như các bạn cũng đã thấy, từ cây phôi đến cây thành phẩm phải trải qua nhiều công đoạn. Nhưng đây là chỉ qua hình ảnh demo, còn cây thực tế thì phải tính bằng năm. Có khi cả chục, vài chục năm mới có thể thành phẩm được. Mặc dù demo chỉ mang tính chất tham khảo, nhưng nó góp phần rất quan trọng trong việc xây dựng ý tưởng lúc ban đầu cho người mới tập chơi. Để định hướng đúng hướng đi, chúng ta sẽ rút ngắn lại thời gian chăm sóc. Nếu các bạn không có ý tưởng lúc ban đầu, thì cho dù cây của các bạn trải qua bao nhiêu năm đi nữa thì cũng trở lại cây phôi mà thôi. Rất cảm ơn các bạn đã quan tâm lắng nghe và theo dõi video. Chúc các bạn ngày mới tràn đầy năng lượng. Nếu thấy hay thì hãy đăng ký kênh và chia sẻ video, để mình có thêm động lực ra thêm nhiều video bổ ích khác cho các bạn cùng xem tham khảo nhé. Rất cảm ơn các bạn, xin cảm ơn và hẹn gặp lại.